theo trong bài học ngày hôm nay. 台風 9号 は東京へ来るかどうかまだわかりません. Cơn bão số 9 có đến Tokyo hay không vẫn còn chưa biết được. Cấu trúc. Thể thường, tính từ đuôi na và danh từ không thêm đà, kadoka. Với ý nghĩa, có hay không? Mẫu câu này có chứa câu nghi vấn nhưng không có từ để hỏi. 台風 9号 は東京へ来るかどうかまだわかりません. Cơn bão số 9 có đến Tokyo hay không vẫn còn chưa biết được. 明日お花見に行きます. いい天気ですか? どうですか? 心配です. いい天気かどうか心配です. Ngày mai tôi đi ngắm hoa. Thời tiết có đẹp không? Thời tiết như thế nào? Tôi lo lắng. Tôi lo lắng không biết trời có đẹp hay không. Miller-san wa kuru ka dou ka wakarimasen. Tôi không biết anh Miller có đến hay không. あの会社に入るかどうか考えています. Tôi đang suy nghĩ có vào công ty đó hay không.